Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 3 tháng 12 năm 2023 cho đội ngũ ban biên tập Epoch thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tệp YouTube của Jim Jordan báo cáo bụng nổ. Chính quyền Biden đã hợp tác với YouTube để kiểm duyệt virus corona thông tin sai lệch về vắc xin. 15 năm hủy diệt Mỹ quốc. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, theo Ủy ban Tư pháp Hạ viện, tòa bạch ốc của Biden đã làm việc với YouTube thuộc sở hữu của Google để kiểm duyệt bài phát biểu của người Mỹ liên quan đến virus corona và vắc xin. Theo tài liệu mà Forbes Business thu được, vào năm 2021, chính quyền Biden đã làm việc với các nhân viên YouTube để nhắm mục tiêu vào thông tin sai lệch, bị cáo buộc liên quan đến virus corona của Trung Quốc và các loại vaccine của nó. Các tài liệu tiết lộ rằng, cựu giám đốc chiến lược kỹ thuật số tòa bạch ốc Rob Blaherty, người đã rời chính quyền để giúp điều hành chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của Biden, đã trao đổi với các thành viên nhóm Google về sự do dự trong chiến đấu vaccine và bẻ khóa loại bỏ thông tin sai lệch về vaccine. Plaherty cũng yêu cầu các nhân viên của Bistec tiết lộ các xu hướng liên quan đến thông tin sai lệch về vaccine trên YouTube và đề nghị các chuyên gia về virus corona từ tòa bạch ốc mà công ty thuộc sở hữu của Google có thể hợp tác. Google tiết lộ trong một email nội bộ rằng, Plaherty đặc biệt tìm hiểu sâu về việc đưa ra quyết định của chúng tôi đối với nội dung gần ranh giới, đề cập đến nội dung không trực tiếp vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube nhưng gần như vi phạm. Một tuần sau, Google xác nhận trong một email rằng công ty đã gửi cho tòa Bạch Ốc các video mà họ đã xóa vì thông tin sai lệch về vaccine coronavirus, đồng thời nói về mong muốn của chính phủ về việc cung cấp thêm thông tin, báo cáo của Forbes Business. Thực sự, Plaherty quan tâm đến những gì chúng tôi thấy sẽ không bị loại bỏ. Một email nội bộ của Google viết dường như đề cập đến những video chưa bị xóa ngày hôm sau nhóm các vấn đề chính phủ của YouTube đã gửi email cho nhóm sản phẩm của YouTube với nội dung Tòa Bạch Ốc hiện đang có mức độ quan tâm rất cao liên quan đến thông tin sai lệch về vaccine, sự do dự về vaccine cũng như công việc của chúng tôi về nội dung gần biên giới. Email tháng 4 năm 2021 cho biết thêm, thật không may vai trò của công nghệ trong việc giải quyết tình trạng do dự về vaccine sắp trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt khi nguồn cung vaccine vượt quá nhu cầu. Trong email, nhóm quan hệ chính phủ của công ty cũng đã hỏi nhóm sản phẩm xem họ có thể tóm tắt cho tòa bạch ốc về công việc của YouTube nhằm giảm cái gọi là nội dung gần tranh giới hay không. Nhóm quan hệ chính phủ của YouTube viết trong email rằng, chúng tôi hy vọng sẽ có thông tin gì đó trong khoảng 2 tuần tới để ngăn chặn mọi thứ có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuần tiếp theo, nhóm quan hệ chính phủ đã viết thư cho nhóm sản phẩm để thông báo với họ rằng, trong vài tuần qua, nhóm Google and GAAP đã trò chuyện với nhân viên tòa bạch ốc về các chính sách của YouTube và tất cả những công việc tuyệt vời đang được thực hiện để nâng cao thông tin có thẩm quyền và chống lại thông tin sai lệch có hại liên quan đến thông tin sai lệch về Covid-19. Sau đó, nhóm quan hệ chính phủ đã yêu cầu nhóm sản phẩm YouTube gặp trực tiếp các nhân viên tòa bạch ốc và viết rằng Nhân viên Tòa Bạch Ốc tiếp tục đặt câu hỏi về nỗ lực tăng, giảm. Thêm vào đó, chúng tôi tin rằng có cơ hội để việc cả hai bạn chia sẻ thông tin cơ bản sẽ vô cùng có lợi khi chúng tôi tìm cách hợp tác chặt chẽ với chính quyền này trên nhiều mặt chính sách. Chúng tôi biết Biden đã làm việc để kiểm duyệt bài phát biểu của người Mỹ với sự trợ giúp của Big Tech. Chủ tịch Tư pháp Hạ viện, dân biểu Jim Jordan nói với Forbes Business, các tài liệu nội bộ từ Google mà ủy ban tư pháp và tiểu bang chọn lọc thu được cho thấy kế hoạch của họ đã mở rộng sang YouTube. Dân biểu Jordan nói thêm, các ủy ban sẽ tiếp tục công việc điều tra quan trọng của họ để bảo vệ các quyền trong tù chính án thứ nhất của người Mỹ và chấm dứt hoạt động kiểm duyệt rộng lớn của chính phủ. Thưa quý vị, những tiết lộ về những tài liệu này xuất hiện khoảng một năm sau khi hồ sơ Twitter được phát hành, cho thấy bằng chứng về việc chính phủ đã làm việc với các nhân viên của Big Tech để kiểm duyệt bài phát biểu của người Mỹ. 15 năm hủy diệt Mỹ quốc Thưa quý vị, chính phủ đương thời của Hoa Kỳ có rất ít điểm tương đồng với chính phủ do các tổ phụ lập quốc thành lập. Nhiều cuộc cải cách đã góp phần chuyển đổi một chính phủ có trách nhiệm trở thành một chính phủ vô trách nhiệm. Chẳng hạn, việc bầu cử trực tiếp các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và việc mở rộng quyền bầu cử từ các chủ sở hữu đất là nam giới đã hình hưởng xấu đến an ninh đất đai tư nhân. Những người khác chỉ ra những ảnh hưởng của chiến tranh. Tất cả những điều này đều góp phần vào việc hủy diệt của Mỹ quốc. Tuy nhiên, sự chuyển đổi của chính phủ Mỹ có thể được giải thích bằng những sự kiện diễn ra trong ba giai đoạn lịch sử ngắn ngủi của chúng ta. Các tổ phụ lập quốc xem Hoa Kỳ là một hiệp hội các tiểu bang, trong đó quyền lực trung tâm bị hạn chế và không trọng yếu. Tù chính án thứ 10 cho quyền quản trị cho các tiểu bang. Cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Lincoln đã phá hủy quyền hạn của các tiểu bang và đưa đến việc quyền lực tối cao tập trung vào chính phủ liên bang hơn là các tiểu bang. Ngày nay, những gì xảy ra ở các tiểu bang cụ thể có thể được quyết định bằng phiếu bầu ở các tiểu bang khác, cuộc chiến của Tổng thống Lincoln kéo dài 4 năm, và đó là thời gian đủ để Tổng thống Lincoln phá bỏ khuôn khổ do các tổ phụ lập quốc đặt ra. Thời kỳ tàn khốc thứ hai là vào năm 1913. Năm đó, Hoa Kỳ đã phải đối mặt với hai biến động lớn, một từ việc thành lập hệ thống dự trữ liên bang và một từ việc thiết lập thuế thu nhập. Việc thành lập hệ thống dự trữ liên bang đã tước quyền kiểm soát tiền của chính phủ và trao quyền này cho các chủ ngân hàng lớn. Thuế thu nhập đã phục hồi chế độ nô lệ, các nhà sử học đã bỏ qua thực tế rằng, trong lịch sử định nghĩa về một người tự do là người sở hữu sức lao động của chính mình. Nô lệ hay nông nô -no là người có sức lao động do một bên khác sở hữu toàn bộ hoặc một phần. Không ai sở hữu sức lao động của chính mình mà lại phải nộp thuế cả. Một khi một người bị xâm phạm theo cách này, tất cả các biện pháp bảo vệ khác của người đó sẽ mất đi. Quyền riêng tư, an ninh tại nhà và tài liệu, sự bảo vệ khỏi bị bắt giữ tùy tiện, tự buộc tội và giam giữ vô thời hạn mà không bị kết án. Ngày nay, không một người Mỹ nào sống ở thời điểm hiện tại được trải nghiệm nền tự do mà các nhà lập quốc từng biết đến. Thời kỳ tàn phá thứ ba là cuộc suy thoái những năm 1930. Đây là do hoạt động của hệ thống dự trữ liên bang cho phép nguồn cung tiền giảm, do đó ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và giá cả. Cuộc đại suy thoái này đã tạo ra Tổng thống Franklin D. Roosevelt và chính sách kinh tế mới. Ba giai đoạn này kéo dài trong 15 năm lịch sử Hoa Kỳ hay 6% thời gian hình thành và tồn tại của đất nước chúng ta, đủ để phát hủy những gì các tổ phụ lập quốc đã tạo ra. Các nhà sử học bị che mắt vì lịch sử được viết ra nhằm mục đích tuyên truyền và để phục vụ các nghị trình. Cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Lincoln đã trở thành một mục đích đạo đức nhằm giải phóng nô lệ người Mỹ gốc Phi Châu, điều mà Tổng thống Lincoln đã phủ nhận khi khởi xướng và nỗ lực trong cuộc chiến này năm 1913 được mô tả là một bước ngoặt mang tính cấp tiến theo hướng ổn định tài chính và công bằng. Chính sách kinh tế mới được trình bày như những biện pháp nhằm chế ngự sự bất ổn của chủ nghĩa tư bản. Khi ông Henry Ford được cho là đã nói, lịch sử là chuyện vỡ vẩn, ông ấy đã không hề nói quá rất tiếc những vị anh hùng chính trị của chúng ta chẳng hạn như là tổng thống Franklin D. Roosevelt và thủ tướng Winston Churchill của Anh quốc đã vấp phải chỉ trích vào đúng thời điểm các quốc gia này đang bị tấn công vì quá khứ xấu xa của họ giờ đây là lúc chúng ta cần niềm tin để đẩy lùi cuộc tấn công mà trong đó các thần tượng của chúng ta đã để lộ những điểm yếu cuốn cuộc chiến của ông Churchill của tác giả Davis Irving đã phá hủy danh tiếng được tạo ra một cách nghệ thuật của thủ tướng Churchill Giờ đây, cuộc chiến về tuyên ngôn nhân quyền trong chính sách kinh tế mới của ông David T. Beto đã hoàn tất việc làm tan vỡ hình ảnh người anh hùng cấp tiến D. Roosevelt, cũng giống như tổng thống Lincoln. Tổng thống Roosevelt đã sử dụng chiến tranh để đạt được nghị trình của mình, tiêu diệt đế quốc Anh và thay thế bằng đế quốc Mỹ dựa trên việc đồng đô la xanh đảm nhận vai trò của đồng tiền Anh là đồng tiền dự trữ của thế giới. Thật là một nghịch lý khi những người thiên tả xem một vị tổng thống như một vị anh hùng cấp tiến, khi ông đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến và tự do ngôn luận, giam giữ các công dân Mỹ gốc Nhật tại các trại tập trung, hủy hoại cuộc sống của họ và để cho tài sản của họ bị đánh cấp, đồng thời tấn công tuyên ngôn nhân quyền vốn giúp người Mỹ được an toàn dưới sự bảo vệ của pháp luật, như việc ông Beto phơi bày tổng thống Franklin D Roosevelt cho thấy. Rõ ràng, người đàn ông này là một bạo chúa đã thúc đẩy quyền hành pháp bằng cách tước bỏ quyền lực của quốc hội và đe dọa tối cao pháp viện. Beto đã dành một thập niên để nghiên cứu và viết cuốn sách của mình. Những ghi chú và một lục đồ sộ gồm hơn 25% số trang in chứng thực cho sự kỹ lưỡng của ông. Cuốn sách này không phải là ý kiến của một người, đó là những ghi chép lịch sử. Nếu Mỹ Quốc có những nhà sử học khác với những người thiên tả, cả tin và thiếu kiện nhẫn, thì có lẽ chúng ta vẫn được sống trong tự do và hưởng quyền tự do mà các tổ phụ lập quốc đã trao lại cho chúng ta. Cuối cùng thêm một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV e Post Time kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an